Tí nữa mình giảm cũng được. Bây giờ mình cho đồ ăn vào. Bây giờ mình cho hạt cả. Rồi mình cho bánh. Mình chỉ cho một cái hả? Mình cho hai cái bánh gì đây? Mình không biết. Xin đông lần. Em thích không? Có ạ. Tại vì chị biết là em hay thích ăn chè mà. Wow. Thế hôm nay chị được điểm cao này, chị làm bài tốt nên chị dùng 20.000 lần trước mẹ cho để chị mua đấy. Mà sao hôm nay em về sớm ấy, mẹ đón em à? Không ạ, hôm nay bà ngoại đón em. Ơ, thế mẹ đâu? Hôm nay cơ quan mẹ có việc bận nên mẹ về muộn chị ạ. Thế à? Vâng. Em đang chơi gì thế? Em đang chơi nấu lẩu ấy chị. Thích quá. Em đợi chị về ăn cống ấy. Thôi, bây giờ bọn mình ăn chè trước đi, không đá nó chảy hết rồi. Vâng. Chị lấy cho em nhá. Vâng. Chị úp cho. Chị theo cẩm mát cách nha. Chị để rác vào đấy cho. Chị mở cho em. Sáng hôm qua chị cảm ơn em tại vì thức khuya cùng chị học bài nhá. Dạ. Nhà nó có này nhá. Cho đá vào đi. Em sợ chị ạ, sao thì nó cho đá vào là khó chịu. Rồi, chị ăn nhất nước con dừa. Con ăn chè mẹ ạ. Dạ. Mời mẹ. Chè ngon không? Có ạ. Ăn
thử ăn đi. Thì ngon lắm, con mời mẹ ăn chè. Đã nấu. Thôi mẹ ăn đi mẹ. Thôi con ăn đi. Hôm nay con chơi đồ chơi bú lẩu à? Vâng. Vâng. À, mẹ vừa mới đi làm về, mẹ có mệt không để con bóp vai cho? Đúng rồi. Hơi mệt thì mà thôi con cứ ăn hết chè đi xong thì bóp cho mẹ cũng được. Nó bóp cho mẹ. Mà ăn món lẩu à? Vâng. Đồ chơi đấy mẹ ơi. Đồ chơi à? Mẹ vẫn ăn được. Gửi cái bánh. Đơn quá. Ở kia này mẹ. Nhiều món ngon quá nè. Con nấu ấy mẹ. Nước Thùy Giang khéo thế. Nhìn món lẩu của Thùy Giang nay nấu ngon quá. Hay là mẹ xuống bếp mẹ lấy ít thịt bò với cả ít xương để làm nồi lẩu ba mẹ con mình ăn nhỉ? Vâng ạ. Quá ngon luôn. Thật ăn lẩu rồi chị ơi. Ôi, đây là miếng há cẳng. Ngon quá. Ngon thật. Đồ chơi này bọn con chơi rất là vui. Con cảm ơn mẹ đã mua cho con nhá. Bộ đồ chơi này rất là đẹp mà nhiều món ăn hấp dẫn nữa. Ôi, Thùy Giang chơi cái bộ đồ chơi này vẫn còn mới nhỉ? Vâng ạ. Mẹ có cả đùi gà này. Tại vì con mỗi lần con chơi xong con lại cắt gọn gàng mà. Cả bánh bao nữa đây. Trông ngon quá. Ngon. Mẹ còn có xiên chả. Vâng. Chả ba màu. Hai xiên luôn mẹ ơi. Có cả tôm nữa này mẹ. Cả tôm nữa. Bộ đồ chơi này đẹp đúng không? Vâng. Hôm nay mẹ thấy hai con chơi với nhau rất là vui vẻ, rất là thấy hạnh phúc. Mẹ thấy mẹ ước gì các con cứ như thế này. Này là một con phải yêu thương nhau à? Đúng rồi mẹ. Đúng không thì đây nhỉ? Vâng ạ. Đấy, trong tình cảm, hai chị em lại tình cảm. Không được tranh giành đánh nhau. Đúng chưa? Vâng ạ.